chắc cô cũng biết A Tứ là nội gián của chúng tôi. Cậu ta không nói cho hai người là hoàn toàn không cần phải tới cứu tôi hả? Cô tưởng rằng chúng tôi không có việc gì làm à, cô chứ? Nếu không phải vì cô thì Thái Tử Gia cũng sẽ không bị thương. Nên là mấy người chỉ biết tôi cố tình bắt tay với Mạc Sẹo muốn hãm hại Thái Tử Gia. Chí Mạc Sẹo cũng nói rồi, nếu hai người không đến, anh ta sẽ thả tôi đi. Tôi cũng đã nói là không cần tới cứu tôi rồi mà. Cô không biết địa vị của bản thân trong lòng Thái Tử Gia. Tôi thực sự không biết bản thân có địa vị gì. Chỉ bằng anh nói cho tôi biết nhé. Điều do mày. Tao bảo mà, sao mày có thể sống sót ra khỏi nhà băng chứ? Thì ra là dùng cách này. Á. À. Đào, mau, buông tay ra. Tô Y Liên, thấy là cô không tốt, không ngờ đầu óc cũng kém cỏi. Cô vội vã nhào vào tôi, là muốn giết người diệt khẩu ư? Sao không mang dao hay thuốc độc tới? Cô chứ, đây là bà Mộc tương lai. Chiến tranh giữa phụ nữ, anh chọn miệng vào làm gì? Anh cũng là phụ nữ. Nếu không phải bà đây cứng rắn lúc ở nhà phòng văn, sợ rằng vợ không biết chết kiểu gì. Tôi ý liên, lần này tôi nhất định không tha cho cô dễ dàng đâu. Ai da? À. Cô Dư, đừng quá đáng quá, Thái Tử Gia nói rồi. Không phải vừa nãy anh hỏi chẳng lẽ tôi không biết địa vị của bản thân trong lòng Thái Tử Gia ư? Với hai cơ hội này, có thể giúp tôi thử nhìn xem rốt cuộc tôi có địa vị gì trong lòng Thái Tử Gia. Xem tôi giết chết vợ tương lai của anh ta có giết tôi để báo thù cho người vợ mà tôi nhìn mãi không ra điểm nào đặc biệt này không? Cô muốn làm gì? Cô chứ, đừng cử động. Anh có ý gì? Cô chứ, cô không phải đối thủ của tôi, trước khi cục diện cho nên khó coi. Tôi hy vọng cô tự buông tay, để Thái Tử Gia tới, mọi chuyện sẽ được xử lý. Đợi Thái Tử Gia tới, tại sao phải đợi người đàn ông đó? Trong phạm vi cô có thể làm chủ, tại sao phải đợi người khác thao túng? Anh có quyền ra tay, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất hãy ra tay đánh chết tôi. Nếu như không làm được, thì đừng có can thiệp vào chuyện này. Anh sợ cô ta xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh không sợ tôi nhảy xuống ngay trước mặt anh? Bình tĩnh, bình tĩnh. À. Thả tôi ra, Dư Niệm, cô dám đối xử với tôi như vậy, nhà họ Mộc nhất định không tha cho cô đâu. Cô tưởng sau khi cô chết đi, Mộc Thanh Nhiễm sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho cô ư? Chị ta chỉ là một đứa con nuôi, là dạy dột, đi rất tội với Mộc Thanh Nhưỡng. Cô mà chết thì Mộc Thanh Nhiễm sẽ tìm một người mới. Tôi không biết Mộc Thanh Nhưỡng sẽ nghĩ thế nào, nhưng tôi dám khẳng định. Á, à, đừng mà. Hô, hô, hô. Trong nhà họ Mộc nhất định sẽ có người vui mừng vì cô chết. Ví dụ như bà nội của Mộc Thanh Nhượng. Nữ cường nhân, nắm quyền tập đoàn Mộc Thị suốt 30 năm, chắc chắn sẽ vui mừng không xiết khi thấy cô con dâu ái nữ kinh thành, không đủ hiển hách, nhờ cô về với đất mẹ. Cô nói láo. Tôi liền có ngốc thế nào đi chăng nữa thì đầu óc cũng hoạt động. Thứ còn đáng tuyệt vọng hơn cả hoàn cảnh nguy hiểm của cô ta lúc này là mọi một lời Dư Niệm nói ra đều không sai. Xin cô, Niệm Niệm, tôi là con nhỏ của cô. Lúc cô bắt tay với người ngoài muốn chỉnh chết tôi, liệu có nhớ tới việc chúng ta là người thân không? Niệm Niệm, tôi vì nhà họ Tô thôi. Nhà họ Tô cũng là nhà của cô mà. Tôi biết sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi, xin cô. Sợ rồi hả? Tối hôm đó lúc tôi bị ném tới phòng băng cũng có cảm giác này. Cô có nhìn thấy vết thương trên cổ tôi không? Tôi dùng cái chết để được sống. Giờ cô còn chưa mắc cộng tóc nào mà đã khóc thành ra như vậy rồi. Hay là tôi ném cô tới phòng băng ở một đêm nhé?
dùng cái chết để được sống. Hơi nhơ trong đó có chuyện gì? Tại sao cô ấy lại không giải thích? Phòng băng đã bị san bằng rồi. Sau này cả Nam Thành sẽ không còn chỗ như thế nữa. Cái nơi hệt như địa ngục trần gian đó đã bốc hơi khỏi Nam Thành rồi ư? Tốc độ nhanh hệt như mơ vậy. Vậy ư? Thế thì hơi cô cao quá. Vậy ư? Thế thì hơi cho cô quá. Tôi không định tha cho cô, làm sao bây giờ? Xem trên đó kìa, muốn tự sát. Bắt được bồ à. Bao nhiêu người nhìn thấy, không thể giữ mặt mũi được nữa. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mau, mà báo cảnh sát. Cô Dư, điện thoại của Thái tử cho. Không rảnh. Em còn định dùng dằng bao lâu nữa? Mau ném xuống đi. Không mỏi tay hả? Đây là bà xã tương lai của anh đấy. Em không thể làm mất mặt anh trước mặt mọi người được. Lời anh nói, em dám không nghe à? Đang làm gì thế? Cô ta điên rồi hả? Tại sao giả ở đó mà không ngăn lại? Thanh Nhượng, có phải em điên rồi không? Chị muốn lên đó thay vị trí cho Tô Ý Liên hả? Thanh Nhượng, em thích yêu chiều phụ nữ thì cũng không nên chịu kiểu này. Sao có thể dung túng cho đám đồ chơi này tát mặt mình chứ? Lời này chị nói sai rồi. Người phụ nữ của em rõ ràng đang bảo vệ mặt mũi cho em. Dù sao dám âm thầm xử lý người của em đâu phải chỉ mất mặt thôi mà còn mất cả tắc ý chứ. Em định cho mặt với chị vì con đàn bà kia. Em phải biết hai chị em ta cùng một chiến tuyến đó. Em làm như vậy là đang muốn ép chị đứng về phía bà nội ư? Em không giống chị vì tiền và quyền lực nên mới đối đầu với bà nội. Hai thứ này chẳng là gì với em cả. Ngàn vàng không làm cho em vui được. Giờ em không vui khi hợp tác với chị, nên con cờ mà chị giới thiệu cho em cũng không cần nữa. Em điên rồi. Em có biết mình đang lấy cái gì ra đùa không hả? Mộc Thanh Nhiễm hoàn toàn không ngờ tới Mộc Thanh Nhượng lại cho mặt với chị ta. Phá nát hợp tác chỉ vì một món đồ chơi nho nhỏ. Ngàn vàng khó có thể khiến anh vui. Làm việc mình muốn chính là cách làm việc của anh, đây chính là Mộc Thanh Nhượng. Còn không đẩy, không ra tay được à? Ai dở? Có lẽ tay cô ấy không còn sức, còn nếu người phụ nữ đó xuống đây. Cô nhỏ, cho cô cơ hội tự chọn đi. Cô có thể lựa chọn tự mình nhảy xuống hoặc bị tôi ném xuống. Chuyện này có gì khác nhau đâu. Tôi không chọn gì hết. Tự cô nhảy xuống thì Mộc Thanh Nhượng sẽ nảy tin cô nhận sai mà chấm dứt chuyện này. Nếu nhờ bị tôi đẩy xuống dưới ấy à, ha ha. Tôi chỉ muốn hỏi cô, tới nước này rồi, cô vẫn còn muốn gả cho Mộc Thanh Nhượng. Cô không quan tâm công ty gia tộc, tôi quan tâm. Trên thế giới này, ai mà không thích tiền chứ? Đừng nói cái kiểu như cô cao quý hơn tôi nhiều lắm ấy. Cô bám lấy Mộc Thanh Nhượng chẳng phải vì muốn trở thành bà Mộc ư? Loại người xuất thân thấp hèn như cô, đàn ông có lẽ sẽ bị cái vẻ bề ngoài của cô mê hoặc, nhưng chỉ có phụ nữ mới biết. Trong cơ thể cô có còn sâu chuyện hút máu, một khi thấy tiền là sẽ cắn chặt không buông. Buông tay. Cô đẩy tôi xuống dưới. Chỗ này có rất nhiều người đang nhìn. Cô tưởng Mộc Thanh Nhượng quan tâm tới cô ư? Người nãy quan tâm là người chị đã chết của cô kia. Đợi ngày nào đó anh ấy chơi chán cô rồi thì những chuyện hôm nay cô làm với tôi sẽ đủ để tống cổ cô vào tù. Cô nên khuyên tôi như vậy từ sớm. Sống chết đều ở trong tay tôi. Còn phí đời, còn phí nhiều lời như vậy không phải là tự tìm cái chết ư? Có phải cô cảm thấy hy vọng ngay ở trước mặt không? Con người tôi thù dai lắm.
Nếu không báo thù thì tên này chắc chắn không ngủ ngon. Tạm biệt. Chết rồi, chết rồi. Mình không cam tâm. Lại một người nữa nhảy xuống. Làm loạn. Không phải chưa chết ư? Có gì mà khóc chứ? Vừa nãy lúc ấn cô lên lan can, điềm hơi bên dưới đã chạy xong rồi. Chỉ là cô quay lưng lại nên không nhìn thấy mà thôi. Hàng cô thật, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện giống cô. Nếu không thì tôi có khác gì cô đâu. Có lẽ lần trừng phạt này đủ để tôi liền bị ám ảnh tâm lý rất lâu. Sau này không có lệnh của tôi, không cho phép bất cứ ai lên tầng đây. Khẩu cung của kiếm mặc sẹo đã được đưa tới. Có phải đã thu dọn sạch sẽ phòng băng rồi không? Vâng, người có mặt ở đó không một ai trốn thoát. Thái tự do, có con này tôi không biết có nên nói hay không. Ai dạ cũng từng tiếp xúc với Dư Điếm, cảm thấy cô gái đó đoan trang, ưu nhã hơn Dư Niệm rất nhiều. Trên người Dư Niệm tà, nặng tà khí quá, giống hệt như một con yêu tinh nguy hiểm. Vậy thì đừng nói. Tôi sai rồi. Có vài chuyện cậu đích thân đi làm. Đừng tới đây. Tôi có thể dùng cái chết để chứng minh bản thân mình. Các anh đừng chạm vào tôi. Cô lại mới thấy chuyện đơn, chuyện đêm hôm đó ở phòng bằng một lần nữa. Anh nghe thấy em kêu. Anh về ngủ đi. Em chỉ là nằm mơ thôi. Lưng ướt nhẹp. Thì ra em còn biết sợ. Anh thấy hôm nay lúc em nhảy từ tầng 8 xuống, anh còn tưởng em không biết sợ là gì chứ. Em đang nóng thôi. Giờ nhiệt độ trong phòng đang đợi ở mức 26 độ, em lại nói là nóng. Cởi. Anh làm gì thế? Em là bệnh nhân đó. Nói đi em được không? Giả vờ quan tâm mình, rồi mò vào trong này. Thực ra là muốn làm chuyện đó. Không phải nóng ư? Để em mát mẻ một lát. Lúc Dư Niệm được ôm về, còn hơi mờ mịt. Hình như người này không định làm gì cô cả. Ngủ đi, anh ở đây. Mộc Thanh Nhượng đúng là không hiểu nổi anh. Hồi phục phần lớn rồi. Nhanh lắm hả? Nhưng tôi thấy chậm lắm. Cũng gần nửa tháng trời rồi đó. Niệm niệm, vết thương ở cổ cậu để lại sẹo rồi. Không sao, thả tóc xuống thì sẽ không nhìn thấy nữa. Này, đám cưới của cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Chốt chuyện đó để nhà bọn họ chuẩn bị. Giờ họ nào dám nói tớ một câu không phải đâu. Nhà Điền luôn là nhân viên công vụ của một huyện nhỏ nhoi trong thành phố. Trong khi nhà Đồng Miên là khởi nghiệp từ một ông chủ quận chỉ có tiền và tiền. Nhà họ Điền đi theo con đường quan chức có vẻ coi thường gia đình Đồng Miên, cảm thấy nhà Đồng Miên kinh doanh, Đồng Miên lại làm ở khách sạn, căn bản không xứng với tiền lương nhà bọn họ. Trên thực tế, một nhân viên công vụ của một huyện nhỏ trong thành phố, dù việc nói ra thì dễ nghe, thì chẳng có gì cả.
Gia đình vẫn luôn cảm thấy người bạn trai này có lòng nghiêng xem trọng tiền của nhà cô ấy. Gia đình luôn được điều tới nam thân, ăn ở đều do đồng niên phụ trách. Còn đó là tiết tiền của bản thân để chuẩn bị cho tương lai hai đứa. Vậy chuẩn bị hôm lễ tới đâu rồi? Mua nhẫn kim cương các thứ rồi chứ? Chọn hở đâu thế? Đã đưa lễ ăn hỏi chưa? Lúc đó, người này dùng nhẫn Coca-Cola để cầu hôn tớ. Bảo anh ấy mua nhẫn kim cương, sợ rằng anh ấy đau đớn như cắt từng khúc ruột mất. Tớ cũng không để bụng những thứ đó lắm. Tớ chỉ yêu cầu hôm nay nhất định phải tổ chức tại khách sạn 5 sao. Cho dù nhà họ vay nặng lãi hay là bán đồ trong nhà đi, thì tớ cũng muốn có một hôn lễ long trọng. Lương đồng ý hả? Không đồng ý thì làm thế nào được? Không đồng ý tớ không cả. Anh ấy buộc phải làm thế. Cô Dư. Vợ và con của Chiếm Mặt Sẹo. Cô Dư, thật sự xin lỗi. Chó con, mang dập đầu ba cái với cô đi. Á, đừng. Chúng ta tới đây để xin lỗi. Lỗi của cha, con tới cả. Nếu không phải do ai Chiếm làm sai chuyện đi bắt cóc em, thì em và ăn nhân cũng không chịu khổ như vậy. Con là con, ba là ba. Em tên Mộc Thanh Nhượng, biết phân biệt rõ ràng. Chị đừng lo, sẽ không liên lụy tới chị đâu. Chó con, thằng bé này cũng gọi là chó con ư. Mau chạy đi. Đứa trẻ đáng thương này, trông cũng tầm tuổi con trai mình, đều không có ba chăm sóc. Ngoan quá. Ai? Mẹ. Ăn kẹo này. Ngoan quá, kẹo này cô cho con, mẹ con không bắn con đâu. Không sợ. Đi ăn đi con. Đây là trứng gà quay. Chắc sẽ có ích cho việc cô phục hồi sức khỏe. Vậy được, tôi không khách sáo đâu nhé. Mong rằng cô Dư sớm ngày bình phục. Ai Chiếm cũng nhờ tôi chuyện đây, xin lỗi cô. Khoan đã, chị không có lời nào muốn nói với em ư? Dư Niệm cũng là mẹ đơn thân, cô biết sự vất vả khi phải nuôi con một mình. Không đâu, cô Dư, anh Chiếm có tội, đáng bị trừng phạt. Chị sẽ không nói tốt về những hành vi của anh ấy, chị sẽ tự dạy con thật tốt. Cần mẫn một chút là đủ. Em tin tưởng chị. Một người mẹ tam quan đoan chính như vậy, sao có thể gây ra con kém được? Dư Niệm nhớ con rồi, nhớ hơn bất cứ lúc nào hết. Vạn Mai, lần sau anh tới sớm một chút, nói không chừng có thể bắt kịp tang lễ của tôi. Không sao đâu, cho dù cả thế giới ghét bỏ em, thì anh cũng không ghét e bỏ em. Anh có thể coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Buông tay. Cậu Hắc, cậu làm phiền cô Duy Niệm ăn cơm rồi. Còn đột nhiên về thế này, các cậu của cậu chưa biết đâu nhỉ? Không phải mẹ tôi đột nhiên bị ốm ư, mẹ tôi đang ở bệnh viện. Tôi là con trai kiểu gì cũng nên về thăm mẹ mới đúng. Còn nhỏ của tôi thì sao? Thứ hai, họp hội đồng là thế nào? Sao lại bại miệng trước phó chủ tịch của mẹ tôi? Tìm tôi à? Cậu nhỏ, cậu về sớm như vậy, đã ăn cơm chưa? Ha ha. Ha cái gì? Anh đến đây để đòi lại công bằng cho mẹ anh. Cậu nhỏ, hôm nay cháu. Để anh xem nào. Ai vậy? Có. Gọi điện cho phía cảnh sát, bảo đảm người đó xử lại. Khoan đã. Nếm thử cái này đi. Thử một miếng thôi, em để thằng làm cho anh đó. Nếu nhớ không nhầm, thì cậu nhỏ này của mình không thích ăn trứng gà. Dư Niệm còn để thằng xuống bếp nấu trứng gà cho cậu nhỏ. Đây là trứng gà vợ của anh Chém Mặt Thẹo tặng.
Anh đang nói tức là anh đã chấp nhận lời xin lỗi của người ta. Chuyện thế nào thì có thể nói như thế, đừng thêm vào nữa, được không? Đứa trẻ đó đáng thương lắm. Làm theo lời em, nhưng mà không có lần sau đâu đấy. Lần sau muốn định nọt anh, thì phải hôn chúng đúng vị trí. Cậu nhỏ, cậu khỏi chứng cuồng sạch sẽ rồi à? Hử? Cậu Hắc, cậu vẫn nên tới bệnh viện chăm sóc mẹ của cậu đi. Tôi không giữ cậu lại ăn cơm nữa. Dù sao cậu cũng là người mắc bệnh cuồng sạch sẽ. Tôi không cố ý. Giờ Hoắc Liên Thăng mới ý thức được bản thân lỡ miệng. Anh vừa ám chỉ tới Mộc Thanh Dượng là dư niệm bằng trước mặt cô ấy. Mời cậu Hoắc đi cho, sau này cũng đừng tới nữa. Cô Mộc Thanh Nhiễm cho người đưa thứ này tới. Một thiết bị ghi âm mini. Em cầm lấy. Phát sóng. Cô ra giá đi. Và bao nhiêu tiền thì cô mới rời khỏi em trai tôi. Là phụ nữ như cô, tôi gặp nhiều rồi. Rồi phải phí lời với cô. Nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền thì cô mới bằng lòng rời khỏi em trai tôi. 1 triệu. 100 triệu đô la Mỹ. Tình yêu cả đây. 100 triệu đô la Mỹ. Chỉ có chút tiền đó. Chị coi tôi là người gì hả? Tôi là người có thể dùng chút tiền này mua chuộc ư? Anh ấy là tình yêu cả đời của tôi. Phải thêm tiền. Thêm bao nhiêu? 100 triệu đô la Mỹ là vô giá với em. Em chưa từng thấy nhiều tiền như thế bao giờ. Vậy à, có thể đòi các trừng phạt khác không vậy? Mời chết đi được, dài vào mãi tới gần sáng. Đồng Miên, có phải cậu mua cổ phiếu không? Hả? Cậu gọi nhỏ nhiều cuộc cho tớ như vậy chỉ để hỏi cái này thôi à? Chẳng lẽ phía bên Mỹ xảy ra chuyện gì? Không phải chuyện của bé cưng. Không phải trước đây tớ có mượn chứng minh thư của cậu để làm một cái thẻ ngân hàng ư? Sáng nay tớ nhận được tin nhắn, trong thẻ có 100 triệu. Có phải cậu nhận được tin nhắn lừa đảo không? Dạo này hay xuất hiện kiểu lừa này lắm, cậu phải cẩn thận đó. Tớ điểm cả buổi sáng rồi. Quan trọng nhất là tớ còn gọi điện thoại cho ngân hàng để xác nhận rồi. Là đô la Mỹ đó. Cậu xác nhận là ngân hàng, không chỉ nhầm tiền chứ. Bên đó nói tiền này không có vấn đề. Vậy cậu không hỏi là ai chuyển hả? Tớ bị chọ ngay người, quên không hỏi. Được rồi, tớ biết là ai chuyển. Là ai? Còn có thể là ai nữa? Thái tử gia. Vậy số tiền này phải làm sao đây? Chị cái à, giờ mới lần nhìn thấy bao nhiêu số 0 trong tin nhắn, tớ lại cầm không vững điện thoại, cảm giác như đang nắm trong tay cả thế giới vậy đó. Cậu định trả cho anh ấy hay thế nào? Tự nhiên lại cho cậu nhiều tiền thế. Trả cái gì? Cho tới rồi mà còn muốn lấy lại, vốn dĩ anh ấy còn nợ phí nuôi dưỡng bé cưng. Tiền này tớ sẽ nhận lấy, coi như tiền cho bé cưng đi học sau này. Ừ. Nói sao đi nữa cũng là tiền cậu dùng mạng để đổi. Anh ấy nên đưa. Mà Thanh Nhượng đúng là tiền nhiều không biết chỗ đốt. Anh ấy đâu rồi? Nếu nhớ thì cô có thể gọi trực tiếp cho cậu chủ. Khừ, quản gia, tôi chỉ tiện miệng hỏi một câu. Nhớ, nhớ cái đầu anh ta thì có. Cậu chủ bảo sau khi cô dậy thì gọi điện cho cậu ấy. Được, nhưng tôi phải ra ngoài. Quản gia, ông có thể đưa tôi vào thành phố không? Không thành vấn đề, nhưng cô nên gọi điện cho cậu chủ trước.
Cứ như kiểu nếu cô không gọi thì đừng hòng ra khỏi cửa vậy. Nhận được tiền rồi hả? Nhận được rồi. Sau này đừng nói là số tiền này nhiều nữa. Được, được, được. Nếu sau này có ai dùng tiền để đè bẹp em sẽ dùng tiền anh đập thẳng vào mặt người đó. Thấp hơn con số này thì không coi là tiền. Cái gì? Còn muốn có lần sau? Lần này là chị anh ra mặt. Lần sau biết đâu là bà nội anh thì sao? Bà ấy mang đẳng cấp Hoàng Thái Hậu đó. Nếu nghe em ra giá thấp, sợ rằng sẽ xấu mặt anh. Lần sau em nhất định sẽ cố gắng đòi mấy chục tỷ. Người này thật là tôi có nói gì sai không? Quản gia. Ai? Cô chứ? Có phải cô ngốc không? Hả? Có lẽ cô cả và phu nhân đều sẽ cho cô tiền. Nhưng số tiền này kiểu gì cũng có lúc tiêu hết. Nếu như cô thật sự yêu tiền, hoàn toàn có thể dùng cách khác để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Chú Văn, chú đừng có úp úp mở mở nữa. Cô là một người thông minh, chắc cô biết nên làm thế nào. Nếu như tôi biết phát tài kiểu gì, tôi cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Trở thành bà Mộc. Chú Văn, chú đang gài bẫy tôi đấy à? Chú Văn, chú đang dạy tôi đào chân tường đấy à? Tôi là một người có giới hạn đó. Tôi nhìn thế nào cũng không giống giới hạn của cô đâu. Đây là một con đường sáng rỡ. Tôi cảm thấy cái này rất hợp với cô. Đối với loại người thiếu tiền như cô nhỏ, tôi thì đây quả là một con đường sáng rỡ. Còn tôi thì không. Hôm lễ của cậu chủ chỉ còn nửa tháng nữa. Tôi biết. Trong tim kỷ niệm luôn nhớ kỹ chuyện này. Cảm ơn chú đã nhắc nhở tôi. Lát nữa ra ngoài, tôi sẽ đi chọn quà tân hôn cho anh ấy. Nói nữa ngày chơi, chẳng khác gì đàn gãy tai châu. Con nhóc này rốt cuộc không hiểu thật hay giả vờ không hiểu. Tôi nói còn nửa tháng nữa là tới hôn lễ. Tức là cô còn thời gian nửa tháng để làm gì thì làm. Cái miệng này đúng là khiến người khác tức chết mà. Giờ đi đến đâu cũng có người đi theo. Ngay cả đi vệ sinh cũng có hai người đứng ở cửa. Còn tiếp tục như vậy, chắc mình điên mất. Dư Niệm. Ai vậy? Quay đầu đi thẳng. Dư Niệm chờ. Em dám khẳng định là em không nhìn thấy anh. Nhưng sao vừa nhìn thấy anh, em lại đi luôn thế? Đừng quay đầu, đừng nhìn về phía cửa sổ. Không được nói chuyện với học trưởng, nếu không sẽ chuyển tới tai Mộc Thanh Nhượng mất. Đám vệ sĩ này, vừa bảo vệ mình, cũng vừa giám sát mình. Từ hôm nay trở đi, chôn vùi hết mấy cái mộng mơ, không thực tế, thời thiếu nữ đi. Không được nghĩ, không được nghe, cũng không được nhìn nữa. Đây là lý do an toàn của học trưởng hả? Tô Phủ. Bác sĩ Tô có ở đây không? Mất hứng rời đi. Nõn nõn, bác sĩ Tô có ở đây không? Sao không thấy ông ấy thế? Thầy không có ở đây đâu. Hôm khác cô hãy tới. Cô sao thế? Lại béo lên à? Cô mới béo, cả nhà cô đều béo. Cô đừng nói chuyện với tôi. Vì cả bạn trai kỳ quái của cô mà anh tôi chỉ ở Tứ Hợp Viện có 2 ngày đã đi ngay. 2 năm nay tôi chỉ gặp anh ấy đúng một lần. Đi rồi. Như vừa nãy còn nhìn thấy anh ấy mà. Đúng thế, về Mỹ rồi. Cũng không biết Tết có về không nữa. Nước ngoài chỉ đón Giáng sinh, không đón năm mới giống chúng ta. Cũng không biết tới lúc đó anh ấy có thời gian không. Hạ Thương Hòa bị mình liên lụy năm mới bị đuổi đi. Dùng vòng kiếm hổ của Mộc Thanh Nhượng thật khiến người ta tức giận. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Sau này tôi không tới đây nữa. Đi cái gì mà đi? Tôi còn chưa khám cho cô nữa mà.